Không phải nó kêu ăn Tết mà nó kêu ăn nhang. Ra bồ lúa cái dọn này kia cái ra cúng xung quanh bồ lúa. Ăn xung quanh bồ lúa chứ không ăn nhà như mình. Ông mẹ sắp có cúng rồi cái thịt cá rồi cái ông dọn cục gạo lớn ông để đầu ông. Ủa để đầu làm gì tôi? Cúng á. Trời ơi. Cúng rồi đang đàng hoàng ông mới lấy cục đó đem ra cái gò chỗ nào mà ông cúng thường như Dạ. không có thờ bạn thiên như mình nhưng ông đem lên cục cây cục gì đó ở chỗ ông ở đó, để ngoài đó. Dạ. Dạ, một thân kính chào quý một các anh chị em. Thì hôm nay trở lại nhà ông Tư, hay được mọi người gọi với tên là ông Tư Đền, chuyên trị các căn bệnh rắn cắn, thú cắn, bệnh chỉ, viêm son. Thì nếu cô bác nào chẳng may bị những căn bệnh nói trên cũng có thể tìm đến nhà ông Tư tại xã Núi Voi của tỉnh Biên An Giang luôn. Nhà ông Tư cách chợ Núi Voi là 800 m. Thì hôm nay đến đây nhà ông Tư chia sẻ những câu chuyện xưa cũ cho cả nhà mà cùng được nghe trong buổi Ông sáng Tư, hôm nay. qua con có nhận của anh Phú ở chợ tiệm ông Tư có biếu tặng ông Tư 500 ngàn để ông Tư xài Tết. Anh Phú cũng có kèm theo lời chúc Tết cho ông Tư được nhiều sức khỏe. Hôm nay bác đã nhận của Quỳnh Tân nó trao 500 ngàn cháu Phú gửi cho bác ăn Tết. Không có gì hơn năm mới bác kính chúc gia đình được an khang thịnh vượng mọi điều như ý muốn. Con cháu vui vẻ. Dạ. Đó giờ ông Tư đi nhiều những cái người dân tộc thì ông Tư có bao giờ ông Tư gặp họ ăn Tết ở vùng cao họ ăn Tết giống như người Việt mình không ông Tư? Không. Nó ăn Tết theo Tây. Ủa người dân tộc thiểu số Tết Tây không Tư? Mà không trúng ngày Tây, không trúng ngày mình ăn. Không phải nó kêu ăn Tết mà nó kêu ăn nhang. Ra bồ lúa cái dọn này kia cái ra cúng xung quanh bồ lúa. Ăn xanh quanh bồ lúa chứ không ăn trong nhà như mình. Ôi ngộ quá. Ta trọng cái bồ lúa lắm. Cũng như tao là cha mẹ của con trong nhà. Mày phải tắm rửa mặc đồ mới. Tao phải tắm rửa mặc đồ mới. Tao vô trong bồ xúc lúa đưa ra cho con. Dạ. Rồi con truyền cho người khác. Để xe bò đi xây ăn. Bây giờ vì nó có máy xây tụi nó gần ngoài bờ nó tân tiến. Dạ. Còn người ở trong buôn trong làng cũng giọt sọt giả ngày đêm gần Tết nên nó làm dữ lắm. Con đi rừng U Minh vậy đó, con nghe bùng bình vô đó cái được 5-7 cái nhà. Là họ đang làm lúa đó không được? Ở đây trời buôn trong làng đó. Không có nhiều ít người thưa thớt sọt cái cối kêu cái cối có da gạo thứ của mình không thôi? Không phải, cái gốc cây anh đẽo tròn, anh đẽo cái lỗ rồi chính giữa có cái eo vậy đó. Đổ lúa đó mình dọt. Hồi đó ở trên chùa Xài Chết nè, cọp xuống kiếm heo ăn, một chó nó rượt người miên nó dậy sóc nó la quá, ảnh ra anh hốc cái cối anh chạy. Trời ơi. Anh tưởng heo á. Dạ. Nó có anh chạy chạy dọc đường rượt riết dục cối trở lại cũng quýnh chó rượt đuổi quá đuổi rồi đông quá sao thì cự là chạy chạy hốt cái cối chạy cũng như mình quá quýnh hồi đó ông Tư đi Bình Phước ông Tư sống ở khu vực đó ông Tư có bao giờ ăn Tết của người dân tộc hả? Lần nào chưa ông Tư? Không đó đâu có dân tộc Việt Nam mình không mà ở Vĩnh Hưng đó, huyện Vĩnh Hưng mới thành lập. Ở đó Bù Đăng, Bù Đớp hồi đó căn cứ của Mỹ không đó. Rồi Tháp Tre rùng rình rồi tới Mộc Hóa Kiến Tường rồi mới lên đó Vĩnh Hưng. Vĩnh Hưng ở giáp giới với tỉnh Sài Riêng đó lên Sài Riêng con bơi xuồng chừng 4 tiếng một hồi tới à. Xuồng bơi á nghe chạy máy chừng tiếng tới à. Có đường sông Bù Nâu nó chạy đến đường giữa đường đồng cái kinh trời xanh lài lài mà tân ơi cá chim hồi đó không biết làm gì cho hết hồi đó lên dùng đó ăn cá chết mùa cạn khô con bo xe trâu đi bon lần cái mấy trăm chiếc xe trâu vậy đó thôi
đi lên nó bắt cá gì mà mắm. Thì ở Tuốt Kiến Tường này lên đó chắc cũng mười mấy hai chục cây số. Nó cạn rồi lên đánh mạnh ai nấy bắt, bắt đầy xe rồi kéo về mừng mắm. Rồi vừa thấy chưa vừa đi nữa, trực thăng Mỹ nó từng nó gặp nó về cộng bắn. Chết, quá chết. Cái câu nhân tham tài tắc tử, nói mình tham tiền. Rồi nói con chim ham ăn chết, nhưng mà rốt cuộc mình ham còn cha hơn chim. Tiền ăn gì cũng ham hết. Chim ăn ham có thứ là ăn no bụng rồi bay lên cây đậu ngủ, nghỉ. Còn mình có cá, con không có rượu, thịt, không có cơm, sao con ăn? Bởi nhiều khi ngồi suy nghĩ, mình... người xưa ví nhiều câu cũng chí lý, mà rất thiếu sót. Phải nói là con người mình tham hơn tất cả muôn loài vạn vật của trời đất tạo hóa trên mặt đất này. Con tính con tham gì đó. Nội mày đi đôi dép không? Mày thấy đôi dép đẹp quá, vậy bỏ dép cũ, mua dép mới. Con chim nó đâu có thay đổi gì mà. Phải tâm nhiên ý mã, thánh nhân ông nói mà. Ủa mà thời gian ông Tư sống với ông thầy dạy ông Tư nghề rắn, ông Tư có bao giờ đi ăn Tết chung với ông lần nào không? Có. Có ăn Tết với ông mấy lần, hai lần. Cái sự khác biệt của họ với mình là nằm ở điểm nào hả ông Tư? Thịt bò, thịt trâu, thịt gì đi săn rừng đó. Luộc với nghệ với xả. Luộc nồi bung như mình nấu nồi canh vậy đó. Thôi ơi. Với nướng. Yeah. Chỉ hai có món đồ ăn luộc với nướng, không biết xào kho vậy. Ông bắt răng lớn hơn cái này nữa. Ở này. Vì ông mới lóc đường chân này hết. Trăng mở tép lớn lớn người ta. Yeah. Bây trường nó bằng chiếc đũa ăn mình cơm mình. Thôi ơi. Hồi đó ngu quá, dòng chiến tranh mình đâu có tính cái hậu quả sau này. Với phần nói chung đi, con không có quan niệm gì lâu dài. Bữa nay sống ngày nào đỡ ngày nấy thôi. Chết. Tao mới lọc đường chân này hết, rồi tao lấy được ruột, gan, bao tử, tao mới dồi dồn vô. Ăn nhậu 3 ngày đó, đi nằm bệnh viện luôn. Nhậu rượu cần. Ủa mà Tết họ có cúng rước ông bà này kia nọ. Cúng heo, ủa cúng gà. Cúng gà. Có gì ta cũng cúng cái nấy. Ngày đó ta gom lại. Chẳng hạn như nhà ông nghèo con khá, cái gom lại hay mày trưởng làng mẹ sóc gì đó. Gom lại đó. Nhưng mà ăn không có ăn trong nhà đó, ăn ngoài sân không à. Sân quanh nó bồ lúa đó. Nguyên cái sóc đó nó dụ 500 cái nóc da có cái bồ lúa đó. Tức là cái bồ lúa chín đó không thôi. Bồ lúa chín ta suốt ta để dành dán dừng một cây rồi đó, làm cho hết cây. Ta cất cái nhà gian trọng. Nhánh tre ba lớn nè, cái con chuốt cho mỏng, mấy ông già khéo tay mới được chuốt vô cái nang tre nó cuốn lại vậy nè. Mấy anh cầm trên xanh quanh bồ lúa gốc cây, rồi dắt bông, dắt này kia, như ăn nhang. Vui lắm, ngày đêm tập tủm. Mấy gốc tre bự vậy nè, cái anh lấy da trăng anh bịch một bên, còn một bên. Còn đầu này bịt kính, rồi còn bên dưới đó, cái tay này dịp, cái tay trên này dỗ. Làm trống không đi? Làm trống. Rồi thanh niên như con, hai thằng có hai cây gậy, giọng rụp, anh ré, làm đã lắm. Mặt quần thì có dấu một cu dưới cái đít à. Trời ơi. Cái yếm á, anh chàng trước sao vậy nè. Rồi phụ nữ thì nó có cái quần hổng đái, cái chân nó khúc vậy nè. Nhảy múa. Thì con coi truyền hình sao vậy thì đều giờ nó văn minh hơn. Đờn trống rồi này kia, nó, máy móc nó có, hồi xưa đâu có. Mà vui lắm. Mà họ ăn Tết có giống như mình là 7 ngày không Tư? Không đâu. Ngày 2 ngày vậy đó rồi. Ăn gì nhà nấy, không ăn như mình.
Rồi họ cúng, họ có dựng niêu hay gì giống mình? Không đâu. Cũng không dựng niêu gì đâu. Không. Họ cái ông mẹ sóc có cúng rồi cái thịt cá rồi cái ông giò ông cục gạo lớn ông để đầu ông. Ủa để đầu làm gì tôi? Cúng á. Trời ơi. Cúng rồi đang đàng hoàng ông mới lấy cục đó đem ra cái gò chỗ nào mà ông cúng thường như yeah. Ông có thờ bạn thiên như mình nhưng ông đem lên cục cây cục gì đó ở chỗ ông ở đó, để ngoài đó. Yeah. Dắt cục cơm dắt nhỏ gì đó, để trên đầu cúng. Cái đó có khi nào mà mấy ông cúng cho người vàng không tôi? Không biết mày bên rừng tướng núi người ta mình không biết. Mình đâu biết ngôn ngữ rành nào đó, không biết rành lắm đó. Yeah. Tao ghi một cuốn sách chẳng hạn như hỏi như bây giờ cái điện thoại kêu bằng gì mà hồi đó đâu có điện thoại. Yeah. Chẳng hạn như nó ví dụ cái chai kêu bằng cái gì, rồi cái búa kêu bằng cái gì, cái cây nó kêu bằng cái gì. Yeah. Còn như ông cháu mình, ông kêu bằng gì, cháu kêu bằng gì, chị kêu bằng gì, em kêu bằng gì. Yeah. Rồi cha mẹ. Tao học nhiều lắm. Rồi bỏ đâu học nữa, tao mất. Ngồi nó ăn sách, nó mất cuốn về. Ông Tư có được biết cái phong tục một sớm tôi nói là ăn nhang vậy họ, ông Tư có hỏi cái ý nghĩa của cái từ ăn nhang là sao không? Ăn, là ăn Tết. Ồ vậy hả ông Tư? Ừ. Mà hàng năm ta ăn 2-3 lần như miên vậy đó. Ôi ơi. Tôi mấy lần luôn không? Mấy lần. Nhưng có ăn nhang là lớn nhất. Là ăn vô tuổi đó. Yeah. Được tuổi mới. Bắp mà người ta ăn sướng lắm thân ơi, ta không có đói trong rừng. Yeah. Cái bếp lửa 24/24. Dùng cây lõi nó đốt ngày đêm đi, ta đâu có mùng chiếu như mình. Đương cái đệm lùng đó, đương rồi trải lòn cốc cây bự gì nó cất nhà y cái mình chắc đóng rơm nữa biết không, đóng rơm cho bò ăn. Yeah. Nóc nhọn vậy nè, lấy lá bàng bự rồi ghim ghim vô đó, rồi lấy le đó cột. Yeah. Vì cây le cũng khoanh tròn tròn, khoanh như cái dành nón lá thúng mình như quạt vậy nè, rồi lá cứ chèn chèn vô đó gốc cây chính giữa. Yeah. Mưa ít thôi, mà bị mưa lớn thì cái nước nó nhiễu theo cây nó xuống. Yeah. Mà cũng ít ướt lắm, rồi dưới sàn 2-3 đống lửa. Nhà sàn không à. Yeah. Đốt dưới ngày đêm ngủ đâu có mùng không. Khổ lắm thân. Thằng lính của ông nó nằm rồi nó giọng khô mực, nó túm ngang đít, nó nằm rồi để cặt giái ngoài ngủ rồi đường bà đi tới lui á. Tao đi tao lấy cây gậy nó khiều trứng giái nó rụ ngựa nó nghiến răng 6-7 ngày đó mày. Gặp tao nó hầm hừ nó nói bị anh tôi không biết nói sao bên tôi chém rồi. Bị không có ai dòm ngó của ai gì hết. Tự nhiên vậy không tôi? Tự nhiên lắm mày. À. Ngộ thiệt ngộ. Nhưng mà con nghĩ cái mà người ta tự nhiên vậy thì nhiều khi khiến cho người khác không có muốn dòm muốn ngó, còn dụ như mình giấu đút nhiều khi người ta còn thích hơn. Ừ. Không phải bị mình thấy cái mất lịch sự. À. Ăn ngủ rồi nằm để cặt để giái ngoài đó theo cái tập quán của mình. Yeah. Con rách cái lỗ quần con cũng ái nó nái nữa, anh để nguyên ngoài. Bị cái dãy dãy đó đâu phải ấy, anh đương bằng cái gì á, bằng cái gai gì nó cứng như quần riêng con vậy đó. Yeah. Nó không đổ chắc bề ngang đâu chứ. Chuyện thất rử gì vậy? Thì anh túm trứng giái với cái mà đít anh thơ à. Yeah. Rồi trên này có cái dây cột ngang, áo cũng tay cục cũng khúc vậy nè. Quen lắm đi. Quen mà. Cái phong tục phong hóa của người ta nó quen. Bà nội ơi, mình quân đội mình đắp trùm mà còn lạnh, ngủ quen. Yeah. Vì ta sanh trưởng đất địa tại đó, trong rừng núi quen. Ở trận thứ nhất là con ban ngày con ngủ trưa, xuống suối tắm. Thứ ba là ăn măng le rung liền. Là bị sốt hết hả ông Tư? Sốt hết, tiểu đoàn là 700 mấy sốt, còn có tao với thằng tiểu trưởng. Ủa chứ có ông Tư biết cách mà ông Tư không sử dụng hay sao không bị ông Tư? Thuốc ai đi kiếm, con đi trịch nó bắn chết.
đâu có đi kiếm mà hốt ai 600-700 ngàn, thằng mày kiếm chừng nào đủ thuốc. Dạ. Hồi trước con nghe mấy cụ ngày xưa cũng có kể là những người đi rừng núi mà chiến tranh ngày xưa cũng dễ bị chết do cái bệnh sốt rét rừng đó. Nhọc chết nhọc. Tơ giác nó nóng lên rồi nó chạy ra đùng đùng về căn cứ. Bình toan nước mày nó lấy nó uống hết, uống không hết, không có nước nó giục bình toan mày luôn. Yeah. Nó khùng không biết gì đó. Chết đợt đó cũng 7-8 thằng. Đi xuống bệnh viện nằm đứng bệnh viện luôn mà. Yeah. Về căn cứ nằm Mỹ chích thuốc. Viên thuốc chống sốt rét Lolokin một tuần lễ con mới uống con viên. Uống vô thì nó hết, nhưng mà nó hết chừng tiếng rưỡi đồng hồ rung lại. Thôi ơi. Không hết gốc. Ủa rồi ông Tư còn nhớ cái ngày mà cái tháng mà họ ăn Tết trên đó không ông Tư? Không nhớ đâu con. Lâu quá không ông Tư? Ừ. Tính 40-50 năm rồi còn gì nhớ nữa ta. Nhưng mà cái ông Tư nói họ khác biệt với mình là họ ăn Tết là họ dọn ra sân, họ ăn không, họ không ăn trong nhà. Bồ lúa. À, dọn ra bồ lúa. Cái nhà đây bồ lúa nó cắt, nó, cái bồ lúa nó sạch hơn cái nhà. Vậy là họ trồng trồng hạt ngọc dữ lắm không Tư? Trọng lắm. Vì anh chị ở trên trời cho. Dạ. Nhưng nó kỹ cái đó, ăn nhậu gì, hộp cơm đổ nó cũng luộc. Vì con tính ly khi lúa chín, quải quồi vậy đó. Rồi đi vô đám lúa con bị ta mần tập thể không mà nguyên cái buôn đó. Yeah. Rồi hừng sáng gia đình con 5 người quải 5 cái gùi lên đó coi bông nào chín suốt. Yeah. Chứ không phải cắt như mình. Suốt để trong gùi đó. Rồi về mới phơi rồi dê mới đưa vô bò. Yeah. Gạo nó ngon tăng người xấu mà gạo ăn mày ăn này ghiền luôn. Hột nó dài như hột nếp mình, nó thơm mình nó ngon. Yeah. Nhất là ngày lúa mới, mày ăn với thịt nai phơi khô hay thịt heo thì nướng đó. Yeah. Đồ nữa ăn hoài không nghe chán mày. Nó thơm chứ nó nướng trong ống lồ ồ không à. Yeah. Ống lồ ồ cái anh dạt cái miệng hơi lưỡi gà vậy nè cái anh. Gạo anh do sơ sơ à. Anh để trong cái như đương như cái thúng mình nhỏ xíu vậy nè, anh dạo dạo cho sạch, anh chắc sợ bụi cái cát con này con kia đó. Yeah. Rồi anh dồn vô ống đó, anh chế nước đậu dừa, rồi cái anh cây tranh lợp nhà mình đó, anh ngồi anh dò. Anh dò cái anh quấn lá chuối ngoài nhét vô. Yeah. Đậy nắp. Rồi chắc ống dài dài vậy nè, ống ăn 2-3 thằng mới hết. Trời ơi. Cái ống lồ con nấu đầy ăn 10 thằng. Chắc nó ém trọng rồi đàng hoàng, đốt lửa lên nó dựng dựng xanh quanh. Trái ống tre độ chừng trái lớp xanh vô lớp trắng miếng vậy đó. Anh cạo lửa ra anh hông lại. Còn con muốn ăn cơm trái thì con hông lại. Cho nó cháy ống tre nhiều nhiều một chút. Yeah. Rồi đem xuống nguội mới lách ra. Có đổ nước vô không ông Tư? Có nước trong nữa ha? Có. Ừ. Đổ nước nó mới quậy, nó ém lại đó. Mà con nghĩ cơm nấu, họ nướng, họ nấu kiểu đó chắc con nghĩ chắc ngon lắm. Wow, nội mẹ ăn cơm không với muối rồi đó, nó phát cho tụi ông trong lương khô á. Yeah. Muối lặt xưởng rồi khô bò rồi đó. Dạ. Với tôm sấy con lớn rồi nè. Mày ăn mày không biết chán đó. Yeah. Ủa, ăn quá ăn rợ bụng cứng thôi à. Nó thơm nó ngọt, tre thì nó ra nước ngọt thơm rồi. Yeah. Cái lồ rồi ăn thịt nướng băng hẳn thịt nướng rồi. Rồi mình nấu cơm củi đây không mà nó còn ngon vậy, mình nấu cơm món tre còn ngon dữ nữa. Ừ, cơm củi nó thua cơm rơm nữa. Cơm rơm mà sao nó không? Lấy rơm lúa thằng nông mình nè con, làm cái lò chụm cơm rơm nó ngon hơn nấu củi nữa. Nấu cơm rơm về hỏi ngoại với mẹ con, chắc mẹ mày không biết đâu, ngoại mày biết. Nấu cơm hồi xưa con nấu bằng nồi đất nó ngon hơn nồi nào hết. À.
Nó có nồi đất rồi đó, nồi đất là đa số. Dạ. Con có tiền lắm con mới sắm được cái nồi đồng thân à. Không phải dễ đâu. Nhưng mà cái đó nó có bị khét giống như những cái nồi kia không? Khét, con trụng quá nó không khét. À. Nhưng mà cái chất lượng cơm mình ra nó rất thơm, ngon. Nó ngon hơn. Rất ngon, rồi. Rất thơm. Con nghĩ nó có một cái gì đó trong đó chứ không phải tự nhiên nó lại ngon đâu. Cứ. Mót mót tiền đi coi, năm nó mượn xe được cái mình. Hùng nhau mình đổ xăng đi ra dùng nó chơi. Dạ, chàng rồi, phải có dịp đi ra đó được. Mà ra đó tốn kém luôn, tốn tiền chứ. Đâu có, mình ăn tương đâu tốn. Chi phí đi ra ra đó cũng nhiều tiền. Thôi mới coi ngày hôm qua, thì ngoài Bình Phước ra ngoài thì ảnh không rồi, mình đi dùng Cao Nguyên rồi nó có ảnh nữa. Lên Đắk Lắk Buôn Ma Thuột vô buôn làng mình ăn. Con cũng thích ra đó một chuyến, rồi con thấy những cái dân tộc trên đó. Cũng thích lên đó ghi hình thôi, nhưng mà có cái chưa có điều kiện gì đó. Có đi để qua Tết có yên ổn không, mót mót tiền. Đứa chục triệu đi thấy bà rồi. Ờ, tiền ăn không có. Thật sự, ta làm luôn, trên dưới giàu ta. Mình khổ thật luôn. Trâu đun khói 600 ngàn ký. Ở ngoài hả ông? Ừ. Ở cái vùng gì này ngày hôm qua nó giới thiệu trên đài nè. Có người mua cả chục ký về ăn Tết. Trâu sông khói. Cái người dùng trên đó là người ta làm lúa, người ta làm nông như vậy là người ta không có cài trâu bò đâu hả ông Tư? Có trâu bò thì cũng cài mà khó cài lắm. Còn bậc thang ở Sa Pa, Lào Cai còn dưới này nó mần nó ấy rồi nó mần sạch đâu có cài đá đất không mà con sới sới vậy đó, rồi con bỏ hột lúa xuống. Yeah. Ngày gieo mạ giặt trâu ăn á. Trời ơi. Trâu hoặc heo bò. Yeah. Nguyên cái buôn làng đó giặt trâu ăn ca hát ngày đêm rồi sáng đứa hốt những lon lúa đi. Yeah. Bỏ trong đó rồi cái mày đừng ông trai mày có cái sọt mày đi sọt trước. Yeah. Sọt cái lỗ phụ nữ ở sau bỏ lúa lấp lại. Ủa họ làm giống như cái bắp vậy ông Tư? Ừ. Bị trên đồi núi không mà đâu phải dưới bưng. Yeah. Rồi bây giờ văn minh thông rồi đắp bật đập rồi ảnh mần dưới thung lũng lúa nước á. Cấy. Yeah. Anh trồng mà lúa trên một bông chừng 15-20 hộp. Bông anh thưa lắm. Mà lúa khỏi đầu con vậy đó. Ơi. Mày hột lúa mày nhăn nó cũng béo nó cũng thơm. Nấu nồi mà nó bát hơi lên thơm phức mày mắc đói bụng đó. Dạ. Hôm trước con có coi một cái đoạn video ngắn của mọi người chia sẻ là họ làm họ lên trên một cái nương rẫy họ làm ruộng bậc thang á mà đông lắm nha ông Tư. Cỡ khoảng đâu trên dưới đâu trên 50 người, có nghĩa chắc muốn hết một cái buôn đó đó. Thì hết buôn đó. Họ làm nhìn thấy kỳ công lắm. Chẳng hạn như ruộng trên con. Dạ. Con lấy con gieo mạ con cấy trên rồi nước con mới cho nó bò xuống ruộng dưới, ruộng dạ, dưới dạ. Chót. Họ đắp đập ngăn nước lại nhìn kỹ lắm ông Tư. Mấy trăm lắm. Đời đó. Dạ. Đá ấy nó tấn vào ruộng. Nhìn thấy họ làm thì nó cực cực, nhưng mà những cái hạt khóc hạt gạo mà cho cho nên trả lại cho họ thì nó ngon hơn giúp mình gấp bội lần hết không được gấp ngàn lần. Ở ngoài nó có lúa đen. Yeah. Lúa đen như nếp thang mình nha. Yeah. Rồi nếp mù u, nếp mù u nó dài hơn hột tiêu mình chút, hột tròn vậy đó. Ôi, ngộ hả? Ừ, mày nó quết bột mày ăn mày gịch ra ngang cái bạc dai. Ồ, nó ngon. Dùng thịt nai phơi khô nó nướng rồi con nấu gạo đó mày ngồi mày chấm muối tiêu mày ăn. Yeah. Ăn hoài. Yeah. Như sức con thay vì mày ăn nửa lít gạo mình chứ mày ăn gạo đó lít chàng chưa non đã gì đâu gạo ta. Cái loại nếp mùa u đó chắc có lẽ con nghĩ mấy ông cụ xưa nay nói câu vui đó là nó giò chè xong dục viên chè lên chó táp lên dính toàn ten là chắc là đó không đó. Dẻo nhất mùa u giờ miền Bắc nó mần bánh chưng bánh dày rồi đó. Yeah.
Theo truyền thống của vua An Dương Vương mình hồi trước á, quết bánh dày cũng quết mà yếu như con quết nổi đó, thằng năm chắc quết chừng 50 chài cũng hả không? Cái chài nó to lắm không tôi? Không to mà quết cục bột bạch chà bá nó dính đống á. Hai ba người giót nàm bự bự, con dở chài lên súng nhau xeo bị nếp nóng mà. Dạ. Nấu nhắc đổ ra nóng con bóc tay gì được. Dạ. Đùng anh bánh dày. Rồi bánh tổ anh đổ cái bự bự vậy nè. Có thể cái bánh anh ăn 6 tháng. Rồi. Anh đổ rồi anh treo phơi khô rồi treo trên nhà nè. Con muốn ăn hấp á, thì con ấy lá chuối con bó lại con để vô nước sôi con nấu nóng lại nó mềm. À. Còn mày răng cứng rồi này kia chắc miếng 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 cũng như thịt heo mình cầm ăn bị anh có quết đường đóng rồi. À. Đường muối tiêu rồi đóng. Ủa mà mình để lâu vậy nó không hư hả không? Không hư mày. Ngộn á. Vô được gì được mà hư. Đúng ra phải có chắc bảo quản đồ thì nó không hư đúng. Mày anh thắt cái giống anh treo xanh quanh nhà. Ủa khách quý mới đại con á. Trời ơi. Kỹ lắm. Tại làm nó cực chứ lại nó cái đồ đó là cái đồ như đó. Để ăn lâu để cứu đói mình, trường hợp người ta chuẩn bị cháy rừng hay chiến tranh gì con đâu gieo xạ được. Yeah. Rừng ngoài hồi chịu cháy cái 3-4 tháng chưa dập tắt được đói. Mà con nghĩ thời ông tôi đi thời xưa thì họ còn làm những cái vấn đề đó, nhưng hiện nay thì con nghĩ văn minh lắm, văn minh hơn. Đúng. Họ làm theo một cái cách tiến bộ hơn nhiều. Tiến bộ. Người ta thiệt lắm thân. Bữa nay con lại ông rủ mày lại nhậu mà mày không ỉa mửa trong nhà ông Tư bà Tư mừng lắm. Mày nói cái bụng mày thiệt. Ôi. Còn mày nhậu mà mày đi về tỉnh bơ đó, mời không rủ mày nữa. Có đồ ngon nói mày không thiệt. Đồ ngựa mình Việt Nam mình mà ỉa mửa nhà chửi được 3 tháng chưa nghỉ. Chửi xong rồi chiến xa khỏi vũ luôn. Khỏi rủ luôn. Người ta nói cái bụng tốt. Yeah. Bị thật tình với nhau. Yeah. Mới trai xưa vậy. Hồi rồi tao chơi. Ông mà phải bây giờ bị chắc chết hết, lứa tuổi đó chết. Tao bắt lính mấy chục thằng, ảnh mấy chục thằng. Cúp ấy đào cái mương xuống 1 thước rưỡi vậy đó. Đào cái mương bề ngang 3 thước, sâu 1 thước rưỡi. Với bị chiến tranh mình, mục đích mình đào vừa chơi mà vừa làm thông hào luôn. À. Rượu thì ông để bờ bển, thịt để hôm nay. Mình tập trung bên rượu bển á. À. Tập trung bên thịt á, nướng thịt nào quất cục thịt thì qua bên đó uống rượu. Đi bắt cái cây bự tùa, cây bằng này nè, họ không có cây vịnh. Đầu tiên đi đúng hô hè vỗ tay múa cừ vậy, rồi đi lát lót hàm một đống. Lên gì nổi? Yeah. Lóc lá, chỉ có rượu vô lóc. Rượu có thằng uống là chưa tới cái cầu, mới bước lên là té hầm rồi. Chưa được ăn. Vậy đó mà vui mày. Yeah. Ủa, nó lắc đầu rồi, nó chơi cái gì kỳ cục. Cũng uống không cho ăn, đâu được. Uống bên này qua bên kia ăn. À, thằng nào cũng có cái dao đó, dân tộc nó già như ông đi lên xe đò mày cũng mang cái dao. À. Cái dao dính bên mình. Một rừng bụi. Thịt anh nướng nay nguyên đùi với đùi bò bành kia vậy nè. À. Anh cào lửa cho yếu anh nướng ngoài da nó khô rang à. Yeah. Con lấy dao con chĩa trong cái nó lú ra miếng vừa miệng mình lắm. Lấy dao thiến ngang. Nước chấm bên nó chấm rồi bỏ vô hồng gì nhai gì qua cầu uống rượu. Yeah. Qua cầu có thằng ăn nhai thịt nó được, rồi văng miếng thịt ngoài lúc té. Nó lát nó lóc bờ, láng lít như cá lóc mình á. Yeah. Thằng nào đi được thì vỗ tay hoan hô mà đâu phải dòng rượu cần con đâu uống hết. Cái trái bầu hồ lô mình nó cắt phân nửa nữa. Con mới uống lần bầu đó cũng gần tô mình á.
Trời ơi. Rồi cái thau nước, cái thùng phi nước để bên nước mưa hay nước suối, cứ múc đổ vô đầy ché lại mới dỗ tay. Còn con uống mà chưa đổ cái chưa hết cái đó còn phải uống nữa. Nhưng mà con nghĩ nó dễ uống mới uống nổi chứ. Dễ, nó chua chua chát chát, đắng đắng cay cay. Nó chịu sai rồi tao đi nằm bệnh viện cũng 7-8 ngày tao không biết mình là ai. Ngựa một tay vô máu, một tay vô nước biển.